Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến video của Hoàng ngày hôm nay Kênh họ Tiết Lan Investment Thì với những ai mà xem video của Hoàng lần đầu Cái kênh họ Tiết Lan này Thì chúng ta hãy đăng ký cái kênh Và chúng ta mở cái chuông thông báo Để chúng ta có được những video sát nhất của Hoàng Về cái thị trường chứng khoán Đặc biệt là chỉ số VNI của chúng ta Thì dạo này Hoàng khá là bận Nên làm video không được thường xuyên Nhưng mà thời gian tới Hoàng sẽ cố gắng Mỗi buổi tối mình cập nhật video sát nhất về cái thị trường cho anh chị nhà đầu tư đúng không ạ Ok thì quay lại với câu chuyện ngày hôm nay khi mà thị trường chúng ta nó cho thấy một phiên phiên giảm điểm khoảng 4 điểm ở đây nhưng mà khối lượng rất là lớn đúng không ạ phiên hôm nay là cho thấy cái tâm lý gì vừa hoảng loạn đúng không ạ vừa hoảng loạn khi mà chỉ số nó đánh vòng lên vòng xuống đúng không ạ rất là khó chịu cho chúng ta gây tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư thì ok thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút về về cái số vin y của chúng ta giai đoạn này nó đang nó đang thể hiện cái điều gì và thị trường nó đã quay đầu giảm hay chưa thứ hai là hoàng sẽ tổng kết một các à, hoàng sẽ tổng kết các cổ phiếu mà anh chị có thể có thể quan tâm chú ý vừa là chú ý điểm mua điểm giữ vừa là chú ý điểm bán bán cho mình có nghĩa là điều xấu cho mình đó cổ phiếu xấu yếu cho mình ok ok thì chúng ta sẽ tới tới chúng ta bắt đầu luôn nhé thì hôm nay khi mà chỉ số chúng ta đúng không ạ mở cửa là gì với cái tâm lý là hưng phấn phiên ngày hôm qua anh chị có thể thấy ở đây với cái với cái tâm lý hưng phấn ngày hôm qua mở cửa đúng không ạ thị trường nó đã nó đã tạo ra một cái gap nó tăng điểm lên đây rồi vùng 1260 đúng không ạ sau đó gì sau đó gì có một áp lực nó bán xuống nhẹ đúng không ạ lại khiến thêm nhiều nhà đầu tư vào họ họ mua cổ phiếu như anh chị thấy ở đây nó thể hiện là cái khối, cái khối lượng khi mà vòng cung này đánh lên đây khối lượng kia này rất là lớn đúng không ạ khi mà khi mà gì cái khối lượng này vô nó bắt á thì một lần nữa nó đẩy chỉ số chỉ số nó tăng nó tăng lên đây tăng lên một hai sáu tám này gần một hai bảy mươi như hoàng nói trong video trước là gì cái vùng một hai sáu mươi cộng trừ mười là một cái vùng kháng cự kháng cự mới của VN index tại sao bởi vì nếu mà chúng ta chúng ta đúng không ạ sử dụng fibonacci fibonacci mở rộng chúng ta kể từ dưới đây Đến đây như video như như trong video trước đây anh chị có thể xem lại thì chúng ta sẽ sẽ biết được đúng không ạ? là đã kẻ rồi. Ok. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dùng Fibonacci thì chúng ta mới biết được cái kháng cự, kháng cự nó bởi vì thị trường bây giờ là vượt đỉnh 1200 rồi. Phía trước nó không còn đỉnh nữa đúng không ạ? Để chúng ta xác định, chúng ta bắt buộc phải sử dụng Fibonacci. Đây anh chị sử dụng cái này, hai cái này. Ok. Đúng không ạ? À. Thì sau khi nó lên vùng một gần 1270 này thì một cái áp lực họ bán xuống và đẩy chỉ số giảm. Yeah. Thế anh chị để ý cho Hoàng. Khi mà chỉ số chúng ta tăng tăng lên vùng này, vùng này đúng không ạ? Khoảng là 10 giờ rưỡi, 10 giờ 10 giờ 30 đúng không ạ? Thì anh chị chú ý là đặc biệt là dòng Vin, dòng Vin, Masan họ họ kéo đúng không ạ? Còn các chỉ số như dòng ngân hàng, ngân hàng nó vẫn cho thấy cái sự đỏ điểm ở đây. Sự sự điểm giảm điểm ở đây. Thì anh chị lưu ý với Hoàng một một điều nữa trong đầu tư, một cái mẹo nhỏ thôi. Đó gì? dòng vin dòng trụ dòng vin nó kéo dòng trụ nó kéo á, thì nó không mang tính lan tỏa thị trường như là dòng ngân hàng thì hầu như hôm nay chúng ta đã thấy đúng không ạ khi mà dòng ngân hàng hầu như là cho thấy cái sự giảm điểm ở đây thì thì nó không thể khiến các cổ phiếu mà nó xanh xanh hết được bởi vì dòng ngân hàng mới là dòng mà ảnh hưởng đến đến toàn bộ cái cổ phiếu nó mang tính lan tỏa còn dòng vin hay là massage nó không mang tính lan tỏa nó là các cổ phiếu trụ để dùng để kéo thôi thì chị lưu ý cho hoàng đúng không ạ À, khi mà cổ phiếu trụ nó kéo, dòng viên họ kéo lên đây, đúng không ạ? Thì Hoàng biết rằng thị trường là nó không bền, đúng không ạ? Nên trong room hoặc là kêu kêu gì? Khách hàng của mình đó là hạ hạ cái lượng mặt Vin đi. Hạ lượng cổ phiếu đưa về 50% tiền. Đây anh chị có thể thấy ở đây. Đây. Đúng không ạ? Phiên sáng nay hãy quan sát sau 10 giờ, ai muốn chốt hàng bớt thì chốt nhé ở ATO sẽ được giá cao mua mới thì chờ sau 10 giờ đây hoàng đã nói hoàng đã nói từ 9 giờ 16 đúng không ạ bởi vì sao bởi vì hoàng để ý là sau một cái thời gian tăng nóng như vậy tăng nóng như vậy thì thị trường nó hôm nay chắc chắn nó sẽ tiến lên 1260 bởi vì sao bởi vì hôm qua là một phiên tăng tích cực bởi vì hôm nay cái tâm lý tâm lý đúng không ạ tâm lý đầu phiên là nó sẽ hưng phấn như vậy bởi vì hoàng mới kêu anh chị của mình chốt bớt cổ phiếu chốt bớt chốt bớt ATO và sau 10 giờ chúng ta mới tính đến cái chuyện là chúng ta mua mua cái cổ phiếu của mình đúng không ạ ok thì quan điểm của hoàng thị trường thị trường phiên hôm nay là một cái phiên phân phối của cổ phiếu cổ phiếu bởi vì anh chị thấy tăng đầu phiên đúng không ạ nhưng mà cuối phiên lại giảm cộng với cái khối lượng anh chị để ý cho hoàng là cái khối lượng rất lớn ở đây cây nến này anh chị lưu ý cho hoàng Ok. Các wow, anh chị lưu ý thì phiên hôm nay là một cái phiên phân phối nhưng mà Hoàng cho rằng thị trường thị trường nó chưa thể chưa thể giảm ngay đúng không ạ? Nếu mà cùng lắm thì nó điều chỉnh xuống cái vùng vùng hỗ trợ như mà Hoàng đã nói trong các video trước, anh chị có thể ý ở đây hoặc là cái trong cái room cộng đồng của Hoàng. À, hay nhắc rất là nhiều đúng không ạ? Là cái vùng 1215 cộng trừ 10 là cái vùng hỗ hỗ trợ mới của VN &E hiện tại. Nếu mà thủng vùng này thì anh chị hãy xem xét các cổ phiếu của mình có thể có thể bán đúng không bán hạ dần cái cổ phiếu của mình của mình còn phiên hôm nay thực sự là một phiên rất là xấu nó thể hiện cái sự phân phối ở đây phân phối ở đây nhưng mà hoàng cho rằng thị trường nó sẽ chưa giảm ngay nếu có giảm thì nó sẽ về điều chỉnh điều chỉnh lại cái vùng này và và nó sẽ kéo lên nữa bởi vì sao bởi vì bởi vì rất là nhiều người đô bán ở đây và cái phiên hôm nay là một cái phiên phân phối nhưng mà nó chưa đủ chưa đủ bởi vì tạo lập họ không thể phân phối một ngày là xong anh chị lưu ý cho hoàng điều này bởi vì tạo lập tay to đó, họ họ không thể mua bán như mình được không thể linh hoạt như mình được đúng không ạ thì hôm nay phân phối như vậy nhưng chưa đủ chưa đủ chưa đủ cái lượng phân phối của nó bởi vậy thị trường nó sẽ chưa nó chưa nó giảm một mạch xuống 1200 ngày thì anh chị anh chị yên tâm của mình nhưng mà giai đoạn này cách chúng ta giải ngân như thế nào là hợp lý đúng ạ cái đó là cái điều quan trọng nhất nhất thì thì để mà chúng ta giải ngân á, thì giai đoạn này hoàng nghĩ là anh chị nên không nên sử dụng mặt jean nếu mà ai có sử dụng mặt jean á nhìn vay á thì anh chị có thể giảm chúng ta canh thị trường tăng chúng ta giảm cái lượng mặt jean đi đúng không ạ còn tốt nhất là chúng ta đưa về cái tỷ lệ là 70 phần trăm cổ phiếu 30 phần trăm tiền mặt cộng 100 phần trăm mặt jean thì đó là cái an toàn nhất Hoàng đã cho khách hàng mình giữ hiện tại thì giai đoạn vừa qua thì hầu như như room của Hoàng room vip chat này đúng không ạ thì hầu như là là, là là, có có lợi nhá bởi vì sao bởi vì hoàng lựa những cái ngỗ mà nó gọi là siêu cổ phiếu nó à, hay dụng từ ngữ là ngựa điên thì nó sẽ lại khoảng 15 20 phần trăm đúng không ạ như ITA mọi người có thể thấy ITA Hoàng là cho khách của mình mua rất là lâu đúng không ạ khoảng một tuần trước hơn một tuần trước đây để hoàng kiếm cho anh chị thì hầu như cái rung của mình mình toàn chọn những cái cổ phổ cổ mà nó gọi là siêu cổ phiếu ngựa điên đúng không ạ khi mà nó tăng nó tăng mà nó không biết mà không biết không cần biết thị trường đúng không ạ thì những cái cổ hoàng chọn á thì hoàng chọn rất là chắc chắn bởi vì sao bởi vì nếu mà thị trường tăng bởi, nếu mà thị trường tăng á thì cổ phiếu cổ hàng sẽ chạy rất là nhanh nhưng mà trường hợp xấu trường hợp xấu đúng không ạ đây chị đây ita bảy không phải không mặt đây bởi vì sao những cái cổ phiếu hàng chọn á nếu mà thị trường thị trường đẹp À, thì nó chạy rất là nhanh, nó chạy có thể phun trần luôn, đúng không ạ? Nhưng mà khi thị trường giảm á, thì nó sẽ giảm rất là ít. Hoàng cam đan, hàm quan cam đan là cái điều đó xảy ra, nó giảm rất là ít, đúng không ạ? Nó không ảnh hưởng đến cái cái lỗ quá nhiều, quá nhiều. Thì cái room này anh chị có thể, thể tham gia và mở tài khoản bên Hoàng, bên Hoàng mở cái tài khoản bên Hoàng thì sẽ rất được nhiều ưu đãi, nhiều hàng tư vấn đầy đủ cho và vô cái room này là miễn phí, miễn phí đúng không ạ? Thế anh chị nào mở tài khoản có thể xem dưới video hoàng để cái đường link mở tài khoản ở dưới ok đúng không ạ anh chị thấy này ita này đúng không ạ ita đúng không ạ từ 7.05 không giờ bỏ đi cũng phải mười bảy mười tám phần trăm mười bảy tám phần cổ phiếu này đúng không ạ ok thì hoàng nói lại quay lại với cái chỉ số của chúng ta chúng ta đúng không ạ thì hoàng cho rằng hoàng cho rằng thị trường phiên hôm nay là phiên phân phối nhưng mà nó chưa đủ chưa đủ bởi vì để phân phối nó phải phân phối rất là nhiều phiên để tay to nó ra hàng và tay to không bao giờ ra hàng trong chỉ một lần chỉ một lần chỉ có nhà đầu tư cá nhân là là linh hoạt thôi thì anh chị lưu ý cho hoàng, cho hàng điều này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút đi cái khối ngoại cái tự doanh họ giao dịch như thế nào thì uh, chúng ta cùng xem xem qua đây cái một cái trang mà mà hoàng thường sử dụng đó là trang mvs này thì như anh chị để thấy đây khi mà thị trường giảm ngày hôm nay á, thì tự tự doanh à khối ngoại họ lại cho thấy cái sự mua ròng ở đây 160 tỷ đó là những cái tín hiệu tích cực tích cực cho chúng ta đúng không ạ đây họ mua vít Massa đúng không ạ rồi vnd novaland trường hợp lại họ bán mb hóa phát gas đúng không ạ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút tự doanh của các công ty chứng khoán thì tự doanh hôm nay họ cũng cho thấy một tín hiệu tích cực khi mà họ mua mua ròng 172 tỷ ở đây. Và họ mua STB, Techcombank, VBank họ mua toàn dòng ngân hàng, đặc biệt là nhóm VM30, VM30. VM30, VM Diamond. Ok thì đó là những cái tín hiệu tích cực hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút các cổ phiếu mà anh chị có thể chú ý. Đầu tiên là cái dòng dọc khí này, Hoàng để ý là các cổ phiếu này, như là GAS. thì anh chị để ý thì anh chị để đổ để ý cổ phiếu gas này thì, thì, hình, hình như hầu như là nó phá vỡ phá vỡ cái vùng hỗ trợ này hỗ trợ này đó là phiên hôm qua thì anh chị bán bán cái vùng này thì đẹp đúng không ạ thì gas anh chị là một cổ phiếu anh chị cực kỳ chú ý cho hoàng bởi vì hoàng thấy là xu hướng nó rất, rất, là xấu thứ nhất là gì anh chị để ý là nó gãy nó gãy cái đường hỗ trợ ma 50 này anh chị hết sức lưới cho hoàng nó gãy vùng hỗ trợ ma 50 này cái vùng hỗ trợ tiếp theo chúng ta cùng xem là ma 100 đi. Vẽ màu hồng này Hồng. Đúng không ạ? Cổ phiếu gas này anh chị hết sức lưu ý vì nó gãy đã gãy cái chen rồi, cái chen cái chen của nó gãy cái hộp này rồi thì anh chị hết sức lưu ý, đúng không ạ? Đường MA 100 nó cũng bị gãy luôn. Thì anh chị hết sức lưu ý cho cho hàng cái cổ phiếu gas này, đúng không ạ? Nó cực kỳ xấu bởi vì sao? Bởi vì nó gãy cái chen rồi. Channel. Hiện tại thì nó đang ở cái vùng hỗ trợ hỗ trợ mới này, thì chị để ý, lưu ý cho hoàng nếu mà nó gãy cái vùng này luôn á, thì bắt buộc chúng ta phải phải bán ra, bắt buộc chúng ta phải chốt lỗ. Vì cổ phiếu này chúng ta hầu như chúng ta đánh là rất là mệt mỏi giai đoạn giai đoạn vừa qua đúng không ạ? Từ đây đến đây chúng ta lại rất là ít đúng không ạ? Nhưng mà trường hợp giảm chúng ta lại lỗ rất là nhiều, thì anh chị cực kỳ cực kỳ lưu ý cổ phiếu tiếp theo là BLX. Thì đối với cổ phiếu này thì nó cũng cho thấy cái tín hiệu xấu ở đây đúng không ạ? Khi mà hôm nay và nó cho thấy một phiên giảm như thế này giảm đúng không ạ đáng lẽ là hôm nay là tạo một cây nến rút chân thì chúng ta có thể xem xét là là nó đẹp nhưng mà hoàng cho rằng nó vẫn là xấu thì chúng ta hãy quan sát cái phiên ngày mai cái vùng hỗ trợ mới của nó là cái đường ma 100 này cái vùng 54 này thì anh chị để yếu cổ phiếu cổ phiếu này và hình như cổ phiếu nếu mà anh chị đánh cổ phiếu này thì hoàng hoàng nghĩ là anh chị không nên bởi vì sao bởi vì cổ phiếu này chúng ta thấy là nó đánh rất là mệt mỏi đúng không ạ ví dụ kênh này bắt bắt đúng không ạ? T1, T2, T3 về không có ăn luôn, đúng không ạ? Không có ăn. Anh chị đánh rất là mệt mỏi, mệt mỏi. Thì anh chị để ý cho hàng, lưu ý cho hàng cổ phiếu BNX này. Mà BNX này hoàng để ý rất là lâu đúng không ạ? Khi mà nó chỉ tăng khi mà nó có tin là bán cái cổ phiếu của nó chỉ tăng như như khi như vậy thôi. Đúng không ạ? Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Hòa Phát. Đúng không ạ? thì Hòa Phát là anh chị mà cổ phiếu anh chị cực kỳ phải quan tâm đối với cổ phiếu này, nhưng hoàng đã nói nhiều trong video. rồi nhưng Nếu mà chúng ta mua thì chúng ta mua cổ phiếu hôm qua thì đẹp, hôm kia, hôm kia, hôm qua thì đẹp, hôm kia thì đẹp. OK, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút về cái cổ phiếu dòng, dòng banh đúng không ạ? À nói về hòa phát thì hòa uh, phát như anh chị đã thấy giai đoạn vừa qua đúng không ạ khi mà hầu như là rất rất nhiều thông tin thông tin hỗ trợ cho cái cổ phiếu này hòa phát đúng không ạ cổ phiếu hòa phát này cổ hòa phát này thứ nhất là bên trung quốc bên trung quốc như hoàng đã nói trong cái video này anh chị có thể xem lại đúng không ạ cái này hoàng nói lại thôi trung quốc là gì họ mâu thuẫn với australia đúng không ạ về cái nguyên liệu đầu vào về sắt vì vậy giá ở trong trung quốc giá thép trong trung quốc nó rất là cao rất là cao đúng không ạ và để sản xuất thép á, thì chúng ta phải cho phải có lò có lò và từ đó gây ô nhiễm môi trường và chúng hiện tại đang thấp chặt rất là thấp chặt cái đó đúng không ạ bắt buộc họ phải nhập thép nhập thép thì hòa phát là một cái doanh nghiệp mà năm 2020 vừa rồi là xuất khẩu 100 cả 100.000 tấn tấn vôi thép sang Trung Quốc Trung Quốc đúng không ạ và hòa phát giai đoạn này thì hầu như là họ đặt mục tiêu là năm nay là một tỷ đô thì hoàng cho rằng hoàn toàn nó khó có khả năng xảy ra Đúng nếu mà chúng ta phân tích về, về phương pháp can slim thì chúng ta để ý là nó có hội tụ đầy đủ đúng không ạ? Từ ban lãnh đạo rồi đến doanh nghiệp, anh em đúng không ạ? Thì Hòa Phát cái vùng hỗ trợ mới này về phân tích kỹ thuật thì cái vùng hỗ trợ của nó là vùng 4950 này thì anh chị lưu ý cho Hoàng đúng không ạ? Lưu ý cho Hoàng cổ phiếu Hòa Phát này. Thì nếu mà về vùng này anh chị vẫn có thể là chúng ta giải ngân, giải ngân gần cổ phiếu này và chúng ta lưu ý là chúng ta nên giải ngân tiền mặt không sử dụng mặt gì nhé. Bởi vì hòa phát này họ cho rằng cái mục tiêu của năm nay của nó nó không sẽ nó nó sẽ không dừng lại ở đây và nó sẽ tiến đến những cái target là 5 năm, 5 năm thậm chí là 60, 60. Mà WG thì sao? Chúng ta xem qua mà đức lưu gờ. mà WG thì nó vẫn là nó vẫn là tốt đẹp khi mà nó đang ở trong cái hộp này thì chị lưu ý cho hàng mà lưu Đúng ạ, mà lưu Thì mà WG về cơ bản của nó cũng cũng rất là tốt khi mà nó hoàn thành các chuỗi giá trị các chuỗi giá trị như anh chị để, để ý đúng không ạ từ bán laptop từ điện máy xanh đúng không ạ điện máy xanh rồi từ bách hóa xanh bách so hay bách, hóa xanh đúng không ạ thì anh chị lưu ý đúng không ạ về cái doanh nghiệp họ quản lý cũng rất là tốt anh chị lưu ý cho hoàng bvh là một cổ phiếu mọi người cũng cực kỳ cực kỳ chú ý đúng không ạ nếu mà ai có PVH đó thì chúng ta gì chúng ta vẫn có thể là xem xét khi mà nó đang ở vùng cái hỗ trợ một à, vùng hỗ trợ ma -E 100 này thì nếu mà nó thùng này thì anh chị có thể xem cắt lỗ cắt lỗ đúng không ạ cắt lỗ thì hoàng nói thật là trong rung vừa rồi cũng cho khách hàng của mình mua hòa phát ở vùng 61 này vùng 61 này thì nếu mà cắt lỗ nếu mà thủng này cắt lỗ khoảng bao nhiêu để hoàng lấy cái thước khoảng ba bốn phần trăm thôi không có gì phải lo hết khi mà cổ phiếu trong rung vip hầu như là lãi 15 20 phần trăm đặc biệt là ita và các cổ phiếu mà ngựa người... điên thì anh chị nếu nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết thì anh chị có thể cho cho youtube chat này thì điều kiện rất là đơn giản như là free nếu mà mở tài khoản ok cổ phiếu tiếp theo là là cổ phiếu trong cái room đi thì hoàng có một cái room trải nghiệm nhá anh chị lưu ý cho hoàng hoàng có một cái room trải nghiệm ở đây Đúng không? thì room trải nghiệm này thì hoàng tạo ra chỉ có một tuần thôi để anh chị nào mà muốn vô youtube có thể tham khảo tham khảo tham khảo nếu mà mình ngại đầu tư thì có thể tham khảo phiếu này và cái room này thì chỉ tồn tại một tuần và những ai tham gia rồi sẽ không được tham gia nữa, đúng không ạ? Tham gia nữa. Thì hôm vừa rồi thì cái room này đã cho anh chị mình thứ nhất là mua Hòa Phát dưới 49, đúng không ạ? Hòa Phát HPG. Chị thấy ở đây. Hòa Phát. Đúng ạ? Cái hôm hôm qua, hôm qua đúng không ạ? Múc Hòa Phát đúng không ạ? Đây, dưới 49, đúng không ạ? Thì cái room trải nghiệm này thì họ đã cho múc Hòa Phát thứ hai là STB hay IGC đúng không ạ? IGC thì hơi lỗi một tí. IGC chúng ta cùng nhau xem IGC. Thì IGC thì thành thật là thà hoàng phím nó nằm ở trên này đúng không ạ? Khi mà giờ nó tụt nó tụt giá xuống đây. Thì uh, nếu mà T3 về thì hoàng cho rằng thì nếu mà chúng ta xem xét nếu mà nó không có cái lực cầu vào á, lực cầu á, lực cầu vào và nó vẫn có cái lực bán chủ động như thế này thì anh chị phải cắt lỗ thì hoàng thành thật xin lỗi về cổ phiếu EGC này đối với cái room, room room trải nghiệm này thì thành thật xin lỗi với anh chị anh chị hoàng chịu phím của EGC này và uh, với mục đích là chơi trading. trading nhưng mà nó không thành công thì cũng mong anh chị thông cảm thông cảm cho hoàng và anh chị uh, hoàng nghĩ rằng anh chị nên vô room vip room vip bởi vì room vip thì hoàng sẽ không phím không phím những cổ phiếu, chơi phiếu như vậy và hoàng phím cổ phiếu cái room vip chat ấy, thì nó rất là chắc hơn cổ phiếu room trải nghiệm này vì room trải nghiệm là mình tạo ra chỉ có một tuần thôi thì anh chị hết sức lưu ý cho hoàng và phím ba con thì hầu như là chỉ có lỗ một con là igc đúng không ạ thì hoàng thành thật xin lỗi anh chị trong cái room trải nghiệm của mình là cổ phiếu irc này nếu mà cái trường hợp mà những cái phim tiếp theo mà nó không có cái lực lực cầu vào nó bắt á, thì khả năng cái nhịp giảm này giai đoạn trước nó thì khả năng đây là là cái bẫy bull trap của nó bull trap của nó đúng không ạ thì anh chị hết sức lưu ý cho hàng cho hàng thì thành thật là một lần nữa xin lỗi anh chị trong room trải nghiệm ok thì về dòng ngân hàng thì chúng ta điểm nhanh qua một chút như là MBB MBB đúng không ạ thì MBB nó vẫn là sideways trong cái hộp nhỏ này đây anh chị lưu ý cho hàng thì chúng ta có hàng chúng ta cứ nắm giữ thôi nếu mà có lượng mà chin thì hoàng nghĩ anh chị nên hàng thì MBB hoàng đánh giá là một cổ phiếu rất là tích cực tích cực đúng không ạ thì cái target hoàn đặt gian cho cổ phiếu này là vùng 55 này nếu mà chúng ta có thể nắm giữ dài MB hay Techcombank. Techcombank thì một cổ phiếu thiên về À, nghĩa là nó thiên về cái yếu tố đầu tư hơn là nhiều nhất là những cái câu chuyện đằng sau nó đúng không ạ như anh chị thấy là bộ ba đúng không ạ Maxan, Techcombank, Vingroup đúng không ạ hay là Vingroup chuẩn bị niêm yết bên nước ngoài nữa đúng không ạ thì nó cần cái nguồn vốn từ từ ngân hàng đúng không ạ thì ngân hàng gần nhất là Techcombank rồi hay là Techcombank thì tỷ lệ CASA của nó rất là tốt đúng không ạ? Thì lại CASA hầu như là đứng đầu, đứng đầu vượt cả MBB, MBB và Vietcombank. Thì CASA là một cái tình gửi không kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn thì nó sẽ cải thiện cái NIM bởi vì cái lãi suất đầu vào nó thấp đúng không ạ? Nó cho vay cao hơn thì ngân hàng sẽ được chênh lệch cái lợi nhuận nó lớn, nó lớn thì anh chị hết sức lưu ý cho Hoàng. Hai là cái câu chuyện câu chuyện của nó. Nó sẽ có game nhá. Thì Hoàng đánh giá Techcombank nó sẽ có game, các em không biết là năm nay hay là một hai năm tới hay là năm năm tới năm tới bởi vì sao về cái cơ bản của Techcombank đó ạ thì nó xây dựng cái mô hình như là Anrup bên nước ngoài thì Anrup là một cái mô hình mà thanh toán trung gian thì tất cả những người dân họ thanh toán qua đó thì nó thu được cái lợi nhuận rất là khủng bởi vậy nó không thoảng nó không qua cái ngân hàng đúng không ạ Anrup bởi vậy anh chị có thể thấy là đợt vừa rồi là Trung Quốc đúng không ạ nó hoãn nó hoãn việc IPO IPO and đúng không ạ? Thì nó hoàn cái đó bởi vì nó không qua ngân hàng thì ngân hàng không thu được cái gì hết bởi vì nó phải hoàn. Thì Techcombank thì nó đã xây dựng cái này đã 10 năm tới rồi, à 10 năm trước rồi. Khi mà nó anh chị thấy là các sản phẩm nó nó tạo ra đúng không ạ? Đều đều thỏa mãn từ sinh viên cho đến người lớn đúng không ạ? Các sản phẩm mà nó tạo ra đúng không ạ? Và với câu chuyện mà Vingroup họ niêm yết bên sản nước ngoài rồi thì hoàn cho rằng Techcombank nó sẽ có cùng có game, nó sẽ niêm yết trên sàn nước ngoài thì Techcombank anh chị cực kỳ lưu ý cổ phiếu Techcombank này một lần nữa cực kỳ lưu ý với hoạt Techcombank Techcombank phiếu tiếp theo ACB ACB mà một cổ phiếu mọi người có thể quan tâm nếu mà nó về cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta có thể xem xét chúng ta giải ngân còn dần với lượng cái tiền mặt bởi vì tech Công... ACB thì khả năng cao nó sẽ vô cái bộ chỉ số mới nhá vô cái quỷ mới thì anh chị lưu ý cho Hoàng cổ phiếu luôn cổ phiếu này luôn OK, thì hôm nay sẽ Hoàng, đã, Hoàng chỉ tổng hợp một số cái cổ phiếu như, như vậy thôi, đúng không ạ? Thì tóm lại như thế nào? Tóm lại thị trường chung Hoàng cho rằng hôm nay là một cái phiên phân phối rất là xấu, đúng không ạ? Nhưng mà nó chưa đủ để phân phối, để tay to bán hàng ra thì một phiên nó chưa đủ, bởi vì Hoàng cho rằng thị trường nó chưa sụp ngay. Cùng lắm là nó về về những cái vùng hỗ trợ này và nó 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 tiếp tục nó kéo lên để nó tiếp tục phân phối nữa, đúng không ạ? Và đỉnh thì Hoàng chưa nghĩ là nó dừng ở đây ở đây, bởi vì phân phối này không chỉ là một phiên, đúng không ạ? Thế anh chị để ý cho Hoàng cái vùng hỗ trợ, hỗ trợ trước nay Hoàng đã nói cái vùng hỗ trợ là 1000 1 1215 cộng trừ 10 thì anh chị chị lưu ý cho Hoàng, đúng không ạ? Đó. Ok, thì à, nếu những ai mà xem video của Hoàng này thì chúng ta giúp Hoàng chúng ta like video, có câu hỏi nào hay đóng góp nào thì anh chị có thể gì chúng ta comment ở dưới cái video này. Và anh chị nào mà có nhu cầu một cái room cộng đồng thì Hoàng cũng để để phía dưới luôn. Room cộng đồng trong cộng đồng Hoàng Tuyết Lan này thì anh chị có thể để phía dưới anh chị có thể tham gia group Hoàng Tuyết Lan này trường hợp nào anh chị cần các cổ phiếu mà siêu cổ phiếu mà an toàn cho mình á có nghĩa thị trường tăng là nó tăng rất là mạnh thị trường giảm thì nó giảm rất là nhẹ luôn anh chị trong room VIP sẽ kiểm chứng điều đó đúng không ạ đúng không ạ thì anh chị có thể cho cái room này thì room này rất là đơn giản chỉ cần mở tài khoản bên Hoàng BBS B mà giới thiệu B8 B865 thân Văn Hoàng là vào ok miễn phí ok cảm ơn anh chị rất là nhiều cảm ơn anh chị đã xem video của hoàng tới đây